Ok, xin chào tất cả mọi người ha. Thank you mọi người đã dành thời gian tham gia cái buổi Home Work ngày hôm nay ha. Thì hôm nay thì tổng quan thị trường thì chúng ta có thể thấy như sau. Thì hôm nay thì chúng ta đã thấy rằng market nó đang tăng rất rất là đều đặn ha. Thì ở hôm nay á, thì cái chỉ số S&P 500 thì tăng là 1.5% ha, chạm cái mốc là 4.58, 4.586, 4.587. Đây là cái vùng giá mà chúng ta đã dự đoán vào sáng nay, là khi mà chúng ta đã bắt đầu khi khi mà chúng ta bắt đầu mở cửa vào sáng nay, thì chúng ta bắt đầu vào những cái lệnh ha, lệnh long rất là nhiều cho tới tới giữa ngày ha, giữa ngày thì lúc đó mình cũng đã thông báo cho mọi người rằng hiện tại cái chỉ số SPY đang quá gần cái vùng resistance tại cái vùng giá là 4.586, 4.587. Thì mọi người nên hạn chế vào cái lệnh long ngay cái thời điểm hiện tại. Và thì đúng như vậy ha. Thì đúng như vậy, thì ngay khi mà SPY chạm cái vùng giá là 4.586 và 4.587, và SPY đạt cái sự tăng trưởng là 1.5% trong ngày hôm nay, thì SPY đang có xuất hiện những cái dấu hiệu nến đảo chiều và bị reject bởi cái đường resistance tại cái vùng giá là 4.586 và 4.587 ha. Thì chúng ta có thể thấy rằng những cái tín hiệu bị reject nó khá là rõ ràng bởi những cái là tín hiệu là những cái nến bearish engulfing. Bearish engulfing ha, rất là rõ ràng những cái thân nến nó khá là dài ha. Và ngoài ra thì ngày mai thì chúng ta cũng có một cái thời điểm quan trọng, đó là cái thông báo cái chỉ số CPI ha. Đó là một cái chỉ số rất là quan trọng ha. Thì ngoài ra thì những cái trái phiếu của Mỹ đang gần chạm cái mức cao nhất trong vòng 2 năm tới đó. Hiện tại là cái là 1.8, 2 năm tới thì có thể là đạt cái mức cao nhất là trên 2% ha. Thì đó là một cái điểm nó khá là quan trọng ha. Thì mình nghĩ rằng nhìn chung thị trường, thì mình nghĩ rằng ngày mai thị trường nó sẽ có đợt pullback nhỏ từ cái vùng giá hiện tại ha. Thì mình nghĩ rằng ngày mai thị trường sau khi mở cửa có thể thị trường nó sẽ hồi lên chút xíu và tiếp tục di chuyển về cái phía downside ở cái vùng support gần nhất là 4.543 hoặc là 4.500 ha, 4.543 ở đâu đó, hoặc là ở cái vùng này là SPY có thể là 4.453 ha. Thì đó là cái suy nghĩ của mình về thị trường vào ngày mai ha. Đó là cái sự hồi hồi kỹ thuật vào ngày mai. Thì nói chung thì vào ngày mai thì mọi người cũng nên hạn chế trade những cái lệnh long để mình xem thử cái kết quả về cái thông báo về CPI thì như thế nào ha. Nghiêng về chart thì mình thấy rằng cái mẫu hình nó đang tạo ra những cái nến bearish engulfing, cái khả năng nó sẽ sideways down vào ngày mai, và cái đợt di chuyển xuống này nó cũng khá là chậm ha, cũng không có quá nhiều cái momentum để đi xuống, nhưng mà nó có thể là di chuyển khá chậm. Thì đây là tại cái time frame là 2 giờ, là có thể mình nghĩ rằng vào ngày mai nó sẽ kết thúc và tại cái vùng giá đâu đó tại 4.543, ở đâu đó tại cái vùng giá này ha. Có thể SPY ngày mai có thể kết thúc là 4.454 hoặc là 4.53. Thì đó là cái suy nghĩ của mình. Ok, cái này để mình xem, để mình bỏ vào trong kia ha. Ok, mình đã bỏ hết vào trong kia rồi. Ok, tiếp theo là QQQ ha. QQQ thì hôm nay thì các chỉ số về Tech thì tăng rất là mạnh ha, rất là mạnh. Thì vào một tuần trước thì mình đã dự đoán rằng QQQ nó sẽ form cái mẫu hình cup and handle ha. Thì ngày hôm nay thì tất cả các mã Tech thì tăng rất là mạnh ha, về rất là nhiều, rất là nhiều. Thì mình nghĩ rằng Tech hôm nay thì đã tăng là hình như là hai đâu đó là 2%. Đâu đó là 2% ngày hôm nay ha. Đâu đó là từ 2% tăng từ cái vùng giá này tới đây ha. Và nghiêng về cái chart á, thì chúng ta thấy á, là QQQ vẫn đang form cái mẫu hình cup and handle ha. Và hiện tại á cái vùng giá hiện tại thì mình thấy rằng QQQ nó đang ở cái K level rất là quan trọng.
rất là quan trọng. Thì chúng ta đang ở cái đường neckline của cái mẫu hình cup and handle ha. Có thể đây là một cái mẫu hình là khiến chúng ta suy nghĩ rằng vào ngày mai thì chúng ta cũng chưa có nên vào. Thứ nhất là vào những cái mã test thì hiện tại á, thì nó đã có một cái sự hồi phục rất là đáng kể vào ngày hôm nay. Thì nếu vào ngày mai thì chúng ta có tiếp tục vào hay không thì nếu theo mình nghĩ là không có nên vào nữa ha. Thì ngày mai chúng ta nên đợi những cái kết quả để chúng ta xem như thế nào, liệu rằng á, cái mẫu hình cup and handle này có thể break khỏi cái đường resistance tại cái vùng giá này không, đường neckline tại vùng giá để nó tiếp tục di chuyển lên hay không, hay là nó bị reject tại đây. Thì đó là cái vấn đề là ngày mai chúng ta phải cẩn thận hơn so với lại, tại vì hiện tại thì các xu hướng nó chưa có một cái hướng đi rõ ràng, nên là chúng ta phải có cẩn thận hơn vào ngày mai. Và cái QQQ cũng đang khá là gần cái vùng resistance, nên là nếu mà các anh chị vào lo vào ngày mai thì mình nghĩ rằng chưa có nên ha, chúng ta nên chờ đợi những cái thông tin tốt hơn, hoặc là những cái điểm nó break mạnh hơn tại cái vùng giá này ha. Tại cái vùng giá này thì mình chưa thấy có một cái tín hiệu nào để break lên hết. Ngoài ra thì ở những cái time frame nhỏ hơn thì mình thấy nó đang có dấu hiệu bị reject này, có thể nó sẽ bị reject tại đây, consolidation xuống dưới đây một đoạn xong mới tiếp tục đi lên ha. Nên là ngày mai mình chưa có một cái tín hiệu đáng kể cho một cái tín hiệu là mình sẽ đánh long cho QQQ cũng như là các mã chat ha. Thì chat hôm nay thì mình thấy rằng cũng có rất là nhiều cái điểm đáng chú ý, chẳng hạn giống như là về Square là về block ha tăng 10% ha, Microsoft tăng 2%, Facebook, Apple và rất là nhiều. Nên là những cái mã chat hôm nay là tăng rất là nhiều, nên là nếu mà các anh chị chưa có những cái position cho những cái mã đó thì mình nghĩ rằng ngày mai chúng ta chưa có nên vào, chúng ta nên đợi có một cái tín hiệu rằng QQQ nó sẽ xử lý như thế nào với cái vùng resistance này, nên chúng ta mới suy nghĩ đó ha. Ok. Tiếp theo là IWM ha. Ok. Thì nếu mà các anh chị còn kiểm tra vào những cái ngày thứ tư, thứ năm tuần trước đi mà chúng ta cùng làm homework, thì em thấy rằng cái mã này những cái mã IWM này đang form cái mẫu hình head and shoulder đảo ngược ha, head and shoulder đảo ngược. Thì mình thấy rằng cái mẫu hình này và nó quay trở lại đúng cái vùng chúng ta kỳ vọng cho cái điểm long entry, có nghĩa là quay trở lại đúng cái điểm Fibonacci tại cái vùng giá là Golden Ratio tại cái vùng là 0.618 ha, tại vùng 0.94, và tới đây thì ngay lập tức là có cái sự dấu hiệu đảo chiều đi lên liền ha. Thì nếu mà các anh chị nào đánh cái mã này thì nó cũng khá là hợp lý ha, đánh cái ETF này cũng khá là hợp lý ha. Nhưng mà hiện tại thì IWM đã break khỏi cái đường neckline tại cái vùng giá là 203 rồi ha, 203. Thì hiện tại thì chúng ta chưa có nên vào ha. Nếu mà chúng ta muốn trade những cái mã small cap và mid cap thì chúng ta nên đợi IWM phải có một cái sự pullback, retest cái đường đường resistance cũ, nay là cái đường support mới theo cái định luật polarity. Thì ở đây thì chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ rằng khi này nó xác nhận đây là cái vùng support thì chúng ta mới kỳ vọng được IWM có thể di chuyển về cái phía upside ha, về cái phía upside. Okay, đó là cái thì chúng ta cần phải đợi ha, đợi. Thì mình nghĩ rằng đây nó cũng là một trong những là cái điều kiện để về SPY, QQQ và IWM. Thì mình nghĩ rằng ngày mai thị trường nó sẽ có một cái đợt hồi kỹ thuật nhẹ, có thể là sideways down ha. Thì đó là tại vì ba cái mã ETF thì mình thấy là như vậy ha. Thì ngày mai thị trường nó có sẽ đi sideways down, nó cũng không có đi xuống quá mạnh, nhưng mà nó sẽ đi sideways. Nhưng mà ngày mai thì mình nghĩ rằng các anh chị nên hạn chế trade các lệnh buyer ha. Thứ nhất là ngày mai hạn chế trade các lệnh buyer, tại vì cái lệnh buyer ngày mai cái hướng đi những cái mã ETF nó không có rõ ràng, nó đang tất cả cái mã đều đang nằm ở trong cái vùng
K-level rồi, không có đi một cái hướng đi rõ ràng nào hết ha. Nên là chúng ta cần phải hạn chế trade các lệnh buyer vào ngày mai, và thay vào đó chúng ta trade các lệnh seller, hoặc là chúng ta sẽ đánh rất là nhanh. Không nên chúng ta chưa có nên swing, hoặc là chúng ta vào những cái lệnh long term hoặc là swing trade vào ngày mai. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chưa biết là market nó sẽ đi về cái hướng nào ha. Nên và nếu mà các anh chị đã miss cái điểm entry vào hôm nay, thì nếu mà các anh chị vào ngày mai thì nó cũng là rất là mạo hiểm ha. Ok, và tiếp theo là VIX ha. VIX để đối chiếu so với lại SPY, QQQ, IWM thì mình thấy VIX nó cũng đang tạo một cái điểm, gọi là một cái vùng gọi là phân kỳ tăng giá, bullish divergence ha, tiềm năng ở cái vùng giá hiện tại cái vùng giá là 19.45 ha, 19.45. thì cái khả năng ở đây thì mình thấy rằng VIX nó cái khả năng nó bounce tại cái vùng giá hiện tại là cái khả năng là điều có thể xảy ra ha, điều có thể xảy ra. Thì đó là những cái điều này khiến cho mình kết luận là ngày mai là market nó có thể đi sideways down ha. Đây thì các anh chị có thể thấy thì hiện tại á, cái vùng này chúng ta chưa có thể xác nhận đây là một cái bullish divergence hợp lý. Tại vì sao? Tại vì nó vẫn xả những cái thân nến đỏ xuống, vẫn xả một cái nến đỏ xuống ha. Nó phải kết thúc ở đây, nó phải kết thúc ở đâu đó ở đây là một cái thân nến xanh, một cái thân nến xanh như vậy ha. Đây, nó phải kết thúc ở đây một cái thân nến xanh như vậy. Thân nến xanh như vậy thì chúng ta mới xác nhận ha, chúng ta mới xác nhận rằng đây là một cái bullish divergence. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ muốn nói là đây là một cái bullish divergence tiềm năng có thể xuất hiện tại đây. Tại vì mình thấy sao? Mình thấy rằng những cái thân nến tại cái time frame 2 giờ thì mình thấy những cái thân nến nó đang dần dần nhỏ lại rồi, thì chứng tỏ rằng cái việc mà cái giá trị của VIX nó đi xuống nó không có còn quá nhiều ha, nó còn không còn quá nhiều cái khả năng xuất hiện những cái nến bullish ở đây là rất là lớn ha, đúng không? Tại vì khi mà xuất hiện những cái thân nến đỏ nó xả xuống liên tục thì cái điều đầu tiên trước khi xuất hiện những cái thân nến bullish là những cái thân nến đỏ, những thân nến bearish nó có một cái dấu hiệu giảm dần đều. Chúng ta thấy có dấu hiệu giảm dần đều. Và cái khả năng ở đây nó cũng đã quá gần với lại cái vùng support tại cái vùng giá là 19.3 và hoặc là 19.4 rồi. Đây là cái vùng giá support ha. Thì ở đây cái khả năng nó xuất hiện một cái thân nến xanh là rất là lớn. Và điều đó nếu mà nó xảy ra thì nó trùng khớp với những cái lý thuyết chúng ta đã đưa ra về SPY, về QQQ và về IWM ha. Đó có nghĩa là market nó sẽ có một cái dấu hiệu pullback trở lại và nó sẽ đi theo cái chiều hướng là sideways down ha. Ok, cái này mình bỏ trong trong Hàn Quốc ha, mọi người có thể coi vào trong đó. Ok, đầu tiên là mình sẽ coi UBST ha. UBST thì mình biết rằng, mình tin rằng hôm nay thì có rất là nhiều các anh chị đã kiếm được lợi nhuận từ market, tại vì hiện tại thì market nó cũng khá là xanh. Nhưng mà nếu mà mọi người đang kiếm được lợi nhuận từ market thì mình nghĩ rằng hôm nay mọi người nên take bớt profit ha. Dạ, khi nào cần dùng rocket 1 giờ mới dùng đó ạ. Không phải lúc nào cũng dùng. Ok. UBST thì hiện tại UBST cũng đang form cái mẫu hình cup and handle. Theo những cái time frame lớn thì có thể UBST đang tìm được cái đáy tại cái vùng giá là 174 ha, đã tìm được những cái đáy tại đây. Và UBST thay vì những cái điểm như trước ha, thay vì liên tục tạo ra những cái đỉnh và những cái đáy sâu thấp hơn những cái đỉnh và cái đáy trước đó, thì hiện tại thì chúng ta nhìn chung thì UBST như thế nào? UBST không còn tạo được những cái đỉnh và cái đáy sâu
thấp hơn những cái đỉnh và một cái đáy trước đó nữa ha, là các những cái tín hiệu đây, đây những cái time frame lớn, time frame daily và time frame 4 giờ đây, thì chúng ta thấy rằng UBST không còn tạo được những cái đỉnh và những cái đáy sâu thấp hơn những cái đỉnh và cái đáy trước đó nữa, thì chúng ta có thể thấy rằng cái momentum downtrend của UBST nó đang giảm dần ha, đang giảm dần ha, và nó đã tạo ra được một cái đáy mới cao hơn cái đáy trước đó ha. Nó đang xác nhận một cái dấu hiệu là đảo chiều và tăng giá trong dài hạn ha. Chúng ta có thể thấy rất là rõ ràng. Và nếu mà nhìn gần lại thì chúng ta thấy rằng UBST đang form mẫu hình cup and handle với cái đường neckline tại cái vùng giá là 122 ha. Thì ở đây cũng là một cái điểm khá tốt để các anh chị suy nghĩ về cái việc trade UBST. Nhưng mà có một cái điểm chúng ta cần phải cân nhắc, đó là UBST nó cũng sẽ gần earning ha, vào ngày 15, trong vòng tuần tới vào ngày 15, thì UBST nó cũng đang nằm ở cái K level này ha. Nên là khi mà các anh chị để cái điểm, có thể các anh chị có thể đặt một cái lệnh alert tại đây khi mà UBST bắt đầu vượt qua khỏi cái vùng 120, thì các anh chị có thể tìm cái điểm, một cái lệnh vào ở đây ha. Thì nếu mà về long term thì mình sẽ kỳ vọng UBST vượt qua cái vùng giá 122, sau đó bull back trở lại và tiếp tục di chuyển về cái phía upside ha. Thì ở đây thì nếu mà các anh chị hay trade theo risky, các anh chị có thể vào trong cái thời điểm là trong cái thời điểm nó break qua khỏi cái đường neckline. Nhưng mà nếu mà các anh chị muốn đảm bảo cái sự an toàn thì chúng ta có thể chờ đợi cái nó retest cái đường neckline tại cái vùng giá 122 rồi chúng ta nên mới vào. Nhưng mà hiện tại thì UBST nó vẫn chưa hoàn thành xong cái mẫu hình cup and handle này, đó là mọi người khi mà mọi người vào, mọi người có thể cân nhắc ha. Hoặc là nếu mà mọi người đến seller thì nên tìm ra những cái điểm support tốt, giống như là những cái điểm support tại cái vùng handle và hoặc là tại cái phần đáy cup này để mình đánh những cái lệnh seller ha. Chứ còn mình thấy rằng momentum tăng giá của UBST thì tới đây thì mình thấy rằng những cái thân nến nó đang nhỏ dần và nó đang có dấu hiệu là khá là cẩn trọng với cái vùng resistance tại cái vùng giá 122. Nên là mọi người cân nhắc khi mà trade UBST ha. Và ở đây thì tại cái time frame 2 giờ thì ở đây nó cũng đã chạm cái vùng EMA 200, và EMA 200 này nó là một cái lực, nó là một cái vùng gọi là resistance động, nó nên là resistance động khá mạnh, nên là khi mà chúng ta trade chúng ta phải quan sát cái đường EMA 200 này ha. Thì đây là một cái mẫu hình mình nghĩ rằng UBST nó sẽ đi về cái phía upside trong trung hạn và dài hạn. Nhưng mà về ngắn hạn thì mình nghĩ rằng UBST sẽ cố gắng hoàn thành cái mẫu hình cup and handle này ha. Và chúng ta sẽ tìm kiếm cái điểm vào ở chúng ta tại đây ha. Tại vì khi mà UBST nó vượt lên tại đây, vượt lên khỏi cái đường này, thì chúng ta đã xác nhận rất là đủ ba cái điều kiện để nó xác nhận cái quá trình uptrend. Đó là một cái đáy cao hơn cái đáy trước đó ha, và một cái đỉnh cao hơn cái đỉnh trước đó. Đó là đủ một cái yếu tố để nó xác nhận một cái quá trình uptrend, là có nghĩa là một cái high low và một cái high ha. Nhưng mà hiện tại thì UBST nó vẫn đang form cái mẫu hình, nên là chúng ta cần phải quan sát UBST thêm ha. Ok, mình sẽ đưa cái này vào trong đó ha. Ok, AMD thì hôm nay cũng tăng khá là mạnh, thì nó cũng giống như là UBST ha, nó cũng form cái mẫu hình cup and handle thôi. Này thì mình nghĩ rằng ngày mai thì nếu mà theo QQQ như vậy á, thì mình nghĩ rằng ngày mai thì những cái mã cup and handle này nó sẽ consolidation tại đây một đoạn, chứ nó chưa có thể break lên liền đâu. Thì đó là cái suy nghĩ của mình ha. Nên là mọi người có profit từ những cái mã technology hôm nay thì nên take profit vào đầu giờ sáng mai, và mình có thể cân nhắc khi nó rơi lại vào đây thì mình có thể cân nhắc về cái chuyện mình mua vào từ cái điểm phía sau ha. Ok, AMD thì cũng khá là giống cái mẫu hình UBST. Ok, Uber ha, Uber và Lyft hôm nay tăng giá rất là mạnh ha.
Dạ, đúng rồi, Uber, Uber và Lyft hôm nay đã tăng giá rất là mạnh, tăng 6% ha. Dạ, thì mình nghĩ rằng những cái mã này đang 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 trong cái giai đoạn cái IV nó rất là cao, rất là high, thì nên là các anh chị nào không có kịp trade, không có kịp lotto vào ngày cái điểm earning thì mình chưa có nên vào ha. Còn nếu mà vào thì mình sẽ vào tại đâu và cái thời điểm nào chúng ta nên dừng lại, thì mình nghĩ rằng Uber nó đang đi theo một cái channel downtrend rất là lớn, rất là lớn, và cái đường resistance trend line này nó cũng đã support cho Uber nó khá là nhiều ha. Thì cái điểm mà mình sẽ suy nghĩ rằng Uber nó sẽ tiếp tục tăng giá và hướng tới, đó là cái đường resistance gần nhất là tại cái vùng giá là 42.76 ha, và cái giá Uber hiện tại là 40, thì chỉ còn 2 điểm nữa là Uber đã chạm cái vùng giá 42.76 và 42.74 này ha. Thì hai điểm này nó cũng là cũng không không có quá nhiều, nên là các anh chị nào muốn FOMO thì có thể vào đầu giờ sáng mai ha. Nhưng mà còn 42 hả ta? Mình coi. À đúng rồi, 42 rồi. Wow, 42 thì nó quá gần với lại cái đường resistance rồi. Nên là các chị cẩn thận ở tại đây ha, tại cái này là cái vùng resistance rồi, Nếu mà các chị vào đây thì chưa có nên vào ha, nó sẽ, mình nghĩ rằng những cái người đã trade earning từ ngày hôm nay thì người ta sẽ take profit vào đầu giờ sáng mai ha, thì cái khả năng nó rơi xuống nó cũng rất là lớn ha, nó sẽ bùng phát lại là rất là lớn ha. Thì mình nghĩ rằng nó sẽ consolidation ở đây một khoảng ha. Thì mình nghĩ rằng cái điểm chúng ta vào được, thì nếu mà nó pullback thì cái điểm chúng ta vào được thì chúng ta nên chọn cái vùng resistance, cái vùng support gần nhất, thì cái điểm chúng ta có thể kỳ vọng ở đâu đó là tại cái vùng 37 cho tới 38 ha. 37 cho tới 38, thì ở đây nó cũng là cái vùng support khá là tốt để chúng ta cân nhắc về cái việc. Đây. Thì chúng ta nên chờ đợi một cái setup thì tốt hơn là chúng ta sẽ FOMO theo cái giá tăng. Đó là cái góc nhìn của em ha. Còn nếu anh chị có cái cách trade nhiều, anh chị có các cách trade momentum rất là hay, theo momentum rất là hay ha. Nhưng mà theo cái suy nghĩ của em thì chúng ta nên chờ đợi Uber nó quay lại một chút xíu để đi theo một cái setup tốt hơn. Nó quay trở lại cái vùng support này thì nó tạo ra một cái vùng đáy mới cao hơn cái đáy trước đó, nó xác nhận một cái cấu trúc tăng giá ổn định hơn. Là nếu mà các anh chị nhảy vào đây thì rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nó đã quá gần cái vùng resistance, thứ hai là nó trùng với lại cái đường trendline resistance nữa. Cái điều này nó khá là nguy hiểm ha. Và mình thấy cái đường trendline resistance này nó đã resist cái Uber nó khá là nhiều lần rồi ha. 1, 2, 3, 4, và đây là cái lần thứ 5 ha. Đây là cái lần thứ 5 ha. Ok, thì đó. Uber ha, mình có thể để Uber tại room Hồng Quốc, mọi người có thể tham khảo ạ. Ok, Costco ha. Costco thì mình thấy là một cái tín hiệu nó khá là rõ ràng của Costco, đó là một cái dấu hiệu nó bị reject tại cái đường resistance này, nó tín hiệu nó reject khá là rõ ràng. Và mình thấy những cái nến đi, mình thấy những cái nến doji, và nó xuất hiện liên tiếp ba cái cây nến đỏ ha, và mình thấy rằng cái tín hiệu này cho thấy rằng
cái đường resistance này tại cái vùng giá là 52.7 đã resist thành công của Costco ha. Và ngoài ra thì mình nhìn thấy rằng Costco đang tạo ra một cái bearish divergence rất là rõ ràng tại đây ha. Bearish divergence rất là rõ ràng. Thì mình nghĩ nếu mà Costco thì mình sẽ thiên về cái phía mình đánh về cái phía downside nhiều hơn là upside ha. Upside. Và theo cái thị trường ngày mai thì mình nghĩ rằng Costco này cũng là một cái setup khá tốt để mình day trade vào ngày mai ha. Tại vì mình thấy là cái giá nó tiếp tục tăng nhưng mà cái tỷ lệ cái RSI nó không có còn tăng theo cái chiều hướng giá, mà thay vào đó nó sẽ có chiều hướng đi xuống ha. Đây là cái chiều hướng 1 giờ ha, có thể là cái time frame 1 giờ, có thể là cái chart nó sẽ có tác dụng vào ngày mai ha. Đó là cái sự việc của Costco ha. Tesla ha. Tesla thì mình thấy sau một cái đợt tăng giá được rồi thì Tesla đang quay trở lại ha, retest cái đường support tại cái vùng giá là 486 ha, và cái này cái đường support tại cái vùng giá 486 và trùng với cái đường EMA 200 tại cái time frame daily thì đã support cho Tesla thành công ha. Hiện tại Tesla đang ở cái vùng giá là 432 thì mình thấy rằng Tesla nó chưa có một cái dấu hiệu gì có một cái hướng đi rõ ràng, nó đang tạo ra những cái giai đoạn consolidation tại đây ha. Nhưng mà nếu mà trong cái giai đoạn này thì mình nghĩ rằng cũng không có nên trade Tesla, tại vì thứ nhất nếu mà mình trade theo cái hướng upside thì mình chưa thấy có cái momentum nào để mình trade Tesla theo cái hướng upside ha, mình chưa thấy ha. Và cái lượng thứ hai nữa là cái lượng volume nó giảm, cái lượng volume đang dry out thì có nghĩa là Tesla nó sẽ tiếp tục di chuyển sideways trong một cái thời gian tới ha. Thì mình không có thấy cái đường hướng nào để mình trade về cái phía upside. Còn về cái phía downside thì Tesla nó cũng khá là gần với lại cái đường support tại cái vùng giá là 863 rồi ha. Và ngoài ra thì tại cái time frame daily thì nó đã dừng tại cái đường EMA 200 rồi ha. Và cái vùng support này được tạo ra từ tháng 1 năm ngoái, là đúng là cách đây là gần đúng một năm. Và hiện tại thì sau khi Tesla quay tăng giá và quay trở lại reset cái vùng này thì cái khả năng là cái vùng này á sẽ support cho Tesla thì nó khá là lớn ha, khá là lớn. Đây thì mình nghĩ rằng Tesla nó sẽ giữ vững trên cái vùng giá là 863 ha, 863. Thì đó là cái suy nghĩ của mình ha. Và nếu mà mình trade về cái phía downside thì mình nghĩ là không có nên trade. Có thể Tesla nó sẽ đi consolidation ở đây một cái thời gian ha. Ok. Thì còn nếu mà về phân tích về fundamental thì mọi người có thể hỏi anh Khôi ha. Thì nếu mà về chart thì mình thấy rằng Tesla nó sẽ consolidation tại đây ha. Và có thể giữ vững trên cái vùng support là tại cái vùng là 863. Ok. Snow ha. Snow thì hôm nay thì Snow đang trong một cái đà tăng giá ha, đang trong một cái đà tăng giá. Nhưng mà mình sẽ không có nhìn Snow vào trong những cái time frame nhỏ nữa ha. Mình sẽ nhìn Snow theo về cái phía time frame lớn hơn, về cái time frame daily. Cái time frame daily thì mình thấy rằng Snow nó đang sau một cái đợt sóng đẩy xuống á, thì Snow nó đang được đang có một cái đợt sóng hồi rất là mạnh ha, rất là mạnh. Và cái đợt sóng hồi này thì cái khả năng cái đợt sóng hồi này nó sẽ tiếp tục di chuyển
về cái vùng Golden Ratio. Golden Ratio tại cái vùng giá là 344 ha, 344 thì có thể Snow vẫn còn cái room chạy lên khá là nhiều ha, khá là nhiều ha. Tại vì mình thấy RSI nó mới là cái vùng 56 thôi à, 56 ha. Thì mình thấy Snow nó còn room chạy khá là nhiều. Và mình nhìn chung đi thì tại cái time frame rất là lớn đi thì mình thấy là Snow nó cũng đang form cái cup and handle, nó đang có một cái dấu hiệu muốn quay lại retest cái đường all time high một lần nữa tại cái vùng 425. Yeah, thì đó là cái Snow thì mình chỉ coi trong cái time frame rất là lớn thôi ha. Tại vì nhưng mà mình thấy rất là rõ ràng tại đây ha. Mình thấy rất là rõ ràng tại đây là cái channel downtrend nó đã break qua khỏi cái channel downtrend rồi ha. Nó break ra khỏi cái channel downtrend. Có thể nó sẽ đi sideways ở đây một khoảng và tiếp tục nó tạo ra những cái dấu hiệu đảo chiều ha. Em nói nhầm mà các anh chị. Nhiều người quá, lâu lâu mới có nhiều người tham gia làm homework như vậy. Em nói líu lưỡi. Ok. Ok. Bây giờ tiếp theo ha, những cái mã tiếp theo. Ok, tiếp theo là cái mã cuối cùng là Disney ha. Thì mình nhìn chung thì những cái mã ngày hôm nay á, nó có một cái đặc điểm chung, đó là tất cả những cái mã đều có một cái sự tăng giá nhất định và chạm cái vùng resistance rồi không. Và cái lý do mình nói là ngày mai có thể là có một cái sự pullback, tại vì những cái mã đó, thứ nhất là nó đã chạm cái vùng resistance rồi, và ngày mai thì CPI thì cũng có cái report nó sẽ đưa ra ha, nên là ngày mai thì mình nghĩ rằng market nó sẽ đi sideways thôi, nó sẽ đi sideways down thôi, nó cũng không có cái gì rõ ràng ha. Còn Disney thì hôm nay chúc mừng các anh chị đánh bullish Disney ha. Thì có thể vào ngày hôm trước thì chúng ta đã form vẽ cái mẫu hình cup and handle của Disney vào tuần trước ha. Thì vào sáng hôm nay thì mình nghĩ rằng Disney đây là một cái điểm cái vùng setup khá là tốt cho Disney, cho earning ha. Và đúng ngày hôm nay thì Disney nó earning nó khá là tốt ha. Thì chúc mừng các anh chị đã tham gia cái trade Disney ha. Yeah, thì em cũng có một contract Disney ha, cũng chắc ngày mai là chắc cũng là 100% hay là gì đó rồi. Ok, thì nhưng mà nếu mà các anh chị nào mà chưa có cái position nào của Disney á thì các anh chị chưa có nên vào cái đầu giờ sáng mai, tại vì mình nghĩ rằng đầu giờ sáng mai thì nó sẽ bị take profit rất là nhiều từ Disney ha. Thì nên là các anh chị cần phải cân nhắc từ cái đoạn này. Thì đâu đó thì chúng ta có thể cân nhắc suy nghĩ vào Disney đâu đó tại cái vùng giá là 149 hoặc là 154 ha, những cái vùng giá support gần nhất. Thì đó là những cái vùng mình nghĩ rằng Disney nó sẽ tạo ra một cái điểm pullback về. Đây. Còn ở đây thì mình chưa có nghĩ rằng Disney có thể tiếp tục tăng giá lên ha, tăng giá lên. Đây, những cái vùng support thì mình để màu xanh ha. Đây, nếu mà các anh chị trade Disney vào ngày mai thì có thể đợi nó pullback. Nhưng mà cái vùng này là cái vùng nguy hiểm nè. Cái vùng này cái vùng không nên vào. Cái vùng này em để màu vàng đây. Cái vùng không nên vào nè.
có thể nếu nếu mà nó pull back thì nó pull back về vùng này thì chúng ta vào nó sẽ an toàn hơn. Oh, fill gap 120 hả? Oh, 120 120 thì xa lắm luôn. Ok, nhưng mà về time frame daily thì mình thấy rằng Disney nó đang bullish ha. Bullish ha, time frame daily ha. Daily thì nó đang bullish thì mình nghĩ rằng có một cái điểm chúng ta cần phải nhận ra tại Disney nữa là nó tạo ra một cái form, nó tạo ra nó tạo ra một cái phân kỳ tăng giá tại đây ha. Mà trước giờ chúng ta phân tích Disney thì chúng ta không có coi tới cái time frame daily, chúng ta không có nhận ra ha. Không. Đây. Thì nếu mà các anh chị nào hay coi chart thì các anh chị cố gắng tìm giúp em những cái phân kỳ như vậy, và những cái phân kỳ ở đó thì nó rất là dễ xảy ra những cái điểm đảo chiều ha. Thì sau này em sẽ mọi người nếu mà tìm ra được những cái điểm phân kỳ chẳng hạn giống như là diễn biến giá hoặc là MACD nó đi ngược cái hướng với nhau ha, thì mọi người có thể thông báo lên trong trong room member idea ha, để mọi người cùng nhau quan sát ha. Đôi khi em không có thể quan sát hết được thì có thể mà mọi người có thể cùng nhau quan sát để tìm ra những cái trade idea thật good, thật tốt cho mọi người ha. Ok, ok, như vậy là em đã hoàn thành tất cả những cái mã mà các anh chị đã form ngày hôm nay ha. Bây giờ em sẽ coi trong Goldman Sachs xem thử còn cái mã gì không. Ok, đầu tiên là SOSL. SOSL thì mình ngày mai nó cũng sẽ đi đây, SOSL thì mình ngày mai nó sẽ đi đi sideways down ha, chứ nó không có tăng giá nhiều ha. Đây ở đây nó tạo một nó tạo ra một cái điểm break tại cái đường này rồi. SOSL thì nếu mà các anh chị nào mà đang có sell call hoặc là có sell call thì các anh chị có thể để đâu đó những cái vùng là 53 hoặc là những cái vùng phía trên được là 55 ha. Tại vì mình nghĩ rằng SOSL nó sẽ có một cái đợt pullback cùng với lại các mã semiconductor ha. Thì đây đang tạo cái cup and handle và nó cũng đang nằm ở trong cái vùng K level, và tại cái time frame 2 giờ thì đang nằm tại cái đường EMA ha. EMA ha, EMA tại cái đường EMA, và ở đây thì mình cũng thấy rằng SOSL nó đang tạo khả năng nó sẽ tạo ra một cái vùng gọi là cái vùng bearish divergent tiềm năng ở đây ha, và cái đường RSI và MFI đã cùng chạm cái vùng oversold rồi. Thì nếu mà các anh chị trade bullish theo cái hướng lên thì em nghĩ là chưa nên. Có thể là mình sẽ bắt đầu từ cái thời điểm này. Thì nếu mà các anh chị nào đang có đang có SOSL thì các anh chị có thể sell call gần hơn và có thể tự tin hơn ha. Có thể giai đoạn này có thể tự tin mở sell call hơn ha. Chạy một đoạn hôm nay xem mình xem nó chạy bao nhiêu. Chạy 11% ha, chạy 11%. Có thể đâu đó là các chị, nếu mà các chị có thể chờ đợi một cái dấu hiệu tạo ra những cái thân nến, tạo ra những cái thân nến bearish engulfing hoặc là những cái thân nến giống như vậy ha, nó một thân nến đỏ nó che luôn cái thân nến xanh, thì lúc đó chúng ta có thể cân nhắc về cái việc mở sell call ha. Thì ở đây
Yeah. Em nghĩ là bit này là bit onion 1 với lại 0.6 là đúng rồi. Ok, mình coi xem có cái mã nào mà không hợp. À, Lucid ha. Lucid. Lucid thì em vẫn là bullish ha. Nhưng mà nếu mà nói về buy call thì hiện tại thì em không có thấy có cái momentum để mình buy call ha. Có thể thì nếu mà các anh chị nào đang trade mã này thì em nghĩ là nên cân nhắc buy limit tại cái vùng giá là 26.68 hoặc là 26 ha. Thì ở đây đó là một cái vùng giá tốt. Nhưng mà tại cái time frame nhỏ thì em thấy rằng cái vùng giá này đang có một cái dấu hiệu pullback, nó muốn retest cái đường support tại cái vùng giá là 26.68 một lần nữa ha, 26-27 một lần nữa. Thì ở đây thì chúng ta có thể cân nhắc cái vùng buy limit hoặc là cái điểm entry kỳ vọng tại cái vùng giá là 26 ha. Ok, mọi người có câu hỏi gì thì cứ đặt thêm tại đây ha. Yeah, thì mình nghĩ là ngày mai thì market nó cũng không có pullback nhiều. Thì nhìn cái chung về ngắn về dài hạn thì mình nghĩ rằng market nó vẫn sẽ di chuyển về cái hướng upside. Tại vì sao? Tại vì mình thấy là ở đây nó tạo ra một cái cup and handle rất là lớn rồi ha, cup and handle rất là lớn. Và ở đây thì cái cup and handle này thì như thế nào? Cup and handle này thì mình nghĩ rằng á, cái khả năng á, market nó sẽ rơi á, thì nó sẽ không có còn nữa, và nó đang tạo ra một cái điểm đảo chiều. Nếu mà các anh chị nhìn tại cái time frame lớn, time frame daily đi thì chúng ta có thể thấy rằng cái điểm đảo chiều nó rất là mạnh ha, nó rất là mạnh. Thì mình nghĩ là ngày mai thì mình thì không có bearish market trong trong cái thời gian vài ngày tới ha. Nhưng và khi mà cái market nó tăng như vậy trong ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng market nó cần phải có một cái đoạn nghỉ xả hơi ha, hoặc là có thể đoạn pullback, là cái điểm pullback là có thể là vào ngày mai. Tại vì khi mình không có lẫn lộn giữa cái ngắn hạn và trung hạn. Tại vì nếu mà các anh chị ngắn hạn, các anh chị xác nhận rằng đó là bullish thì các anh chị mới đánh day trade nhiều cái lệnh long hơn cái lệnh put. Còn nếu mà ngắn hạn các anh chị đó là bearish hoặc là nó pullback thì các anh chị sẽ hạn chế những cái lệnh long ha, hoặc là các anh chị có thể đánh bearish ha. Thì đó, cái đó còn tùy thuộc. Nhưng mà về dài hạn thì mình không có đánh cái lệnh bear nào mà swing trade hết ha. Tại vì cái thời điểm bây giờ mình không có đánh cái lệnh nào bearish mà swing trade. Tại vì mình nghĩ rằng market nó đang tạo ra một cái giai đoạn đảo chiều tăng giá ngay tới thời điểm bây giờ. Các anh chị có thể thấy rất là rõ tại cái time frame daily. Nếu mà các anh chị không có cần trade nhiều, các anh chị có thể thấy rằng cái time frame daily nó đang tạo ra cái mẫu hình đảo chiều ha. Thì thường mỗi lần mà market tạo ra một cái mẫu hình đảo chiều thường nó sẽ có đợt bull run rất là mạnh ha. Đợt, ví dụ ở đây nó tạo ra một cái mẫu hình đảo chiều head and shoulder, sau đó là bull run ha. Đây, những cái vùng này sau khi đảo chiều ha, nó tạo ra rất là mạnh ha. Nên mình nghĩ rằng có thể là market nó sẽ đâu đó nó sẽ về
trung hạn thì nó sẽ là bullish sell. Nhưng mà vào đầu giờ sáng mai thì mình nghĩ nó sẽ có cái đợt pullback, và cái điểm mình sẽ kỳ vọng cái giai đoạn mình sẽ bắt đầu vào cái lệnh long trở lại, đó là khi mà market nó chạm vào cái vùng là 4543, hoặc là có thể spy chạm cái vùng là 454 hoặc là 453 ha. Thì đó là cái vùng theo cái ngắn hạn mình sẽ bắt đầu vào những cái lệnh bullish. Wow, mọi người chờ 444 lần ha. Ok, 444 là xa lắm ha. Oh wow, 444 ha. 4 là còn xa. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục ha. Ok, đi quá ha. Cái mã DWAT này hiện tại nó đang form cái phân kỳ nè ha, form cái phân kỳ tăng giá tại đây ha. Mình thấy rằng cái MACD nó cũng đang tạo cái điểm cross up ha, và RSI nó cũng còn khá là nhiều room để nó tiếp tục tăng. Thì mình nghĩ rằng cái đợt nó giảm giá, đợt nó xả hàng đợt này á, nó là chỉ là một cái đợt cool off cái RSI rồi. Sau khi mà cái RSI nó chạm vào cái vùng overbought thì nó cool off lại đây, và đây là một cái điểm nó mình thấy cũng khá tốt để nó run, để nó chạm lại cái vùng resistance là tại cái vùng 93 ha. Thì đó là mình nghĩ là theo chart thôi, chứ còn mã này thì nhiều lúc cũng chạy theo new dữ lắm. Ok, anh chị chờ một xíu ha, mình đang kéo trong cái dòng cái tin nhắn mình tìm. Apple ha, Apple và PayPal. Apple ha. Apple thì mình nghĩ rằng chưa có vào cái lệnh long bây giờ ha. Chưa có vào cái lệnh long bây giờ, tại vì mình thấy rằng Apple nó đang retest cái đường resistance tại cái vùng 176, nó khá là rõ ràng rồi. Thì mình nghĩ Apple nó sẽ consolidation tại đây, nó sẽ tạo ra một cái giai đoạn pullback tại đây ha, rất là nhẹ thôi, nhưng mà nó sẽ tạo pullback. Mình có thể chờ đợi cái điểm long entry tại cái vùng giá 173 ha. Để mình đánh dấu tại đây luôn.
Block ha. Ô, block hôm nay hình như là tăng 10% rồi mà. Block hôm nay tăng 10% rồi. Nó tăng khá nhiều rồi ha, tăng khá nhiều rồi. Nhưng mà nếu mà giữ thì nên set profit bớt. Tại vì mình thấy nhìn chung thì nó đang quay trở lại, nó retest cái đường cái mẫu hình double bottom tại đây nè, double bottom tại đây. Thì mình nghĩ ở đây á thì nó sẽ có một cái đợt pullback tại đây. Đợt pullback và cái tín hiệu pullback nó cũng đang xuất hiện rất là rõ ràng nè, rất là rõ ràng. Thì ở đây thì cái điểm long entry mình sẽ kỳ vọng là tại vùng 110. Nhưng mà nếu mà các anh chị chờ đợi cái vùng 110 này á, thì khi mà cái này nó quay trở lại đây, nhưng mà phải đủ cái điều kiện rằng nó phải tạo ra những cái thân nến doji hoặc là những cái thân nến nào, chúng ta mới bắt đầu vào lệnh ha. Có thể 110 nó rơi tại đây thì nó rơi xuống tại đây là cũng có thể ha. Nếu mà nó rơi xuống tại đây là chúng ta có một cái mẫu hình khác ha. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể kỳ vọng cái điểm gần nhất là 110 ha. Còn nếu mà nó không có giữ tại đó thì cái điểm kỳ vọng của chúng ta sẽ quay lại 102 là rất là cao ha. Đây mình đánh dấu các điểm mình có thể kỳ vọng những cái điểm long entry ở đây luôn ha. Đây là các điểm mình kỳ vọng ha. Và mình thấy là nó sẽ chưa có di chuyển về cái phía upside nhiều đâu. Tại vì sao? Tại vì tại cái time frame 1 giờ là mình thấy là cái block square ha, block này nó liên tục khi mà nó chạm cái đường EMA 200 đi, nó liên tục tạo ra một cái đợt di chuyển downside rất là mạnh. Còn nếu mà bây giờ hiện tại theo cái tình huống bây giờ và những cái tình huống lịch sử đi lặp lại đó, thì mình thấy là mình nếu mà bạn nào hỏi block đang có cái position tại đây thì mình set profit tại đây ha. Tại vì ở đây cái đường EMA này thường nó tạo ra, các anh chị có thể thấy tạo ra và tiếp tục di chuyển downside rất rất là mạnh, nên là cái này cũng phải cân nhắc ha. Ok, under mall ha. Cái này mai gần tới earning rồi, gần tới earning nó cũng khó nha Hiếu. Nó đang ở một cái setup mà nó đang ở cái K level nè các. Hiếu có thể nhìn thấy ha. Cái vùng này là những cái vùng support cũ này, vùng support cũ này mình có thể kéo thẳng qua là nó trở thành cái vùng resistance mới. Thì hiện tại thì undermo nó đang ở cái vùng resistance mới rồi, thì nó retest cái đường resistance mới tại đây ha. Nhưng mà khi cái dấu hiệu này nó tăng lên, nhưng mà có một cái điểm mình đáng chú ý, đó là cái volume nó đang đi xuống ha. Volume nó đang đi xuống. Cái khả năng mà nó break qua khỏi cái đường này thì mình chưa biết rằng nó có thể đạt được hay không. Nhưng mà mình thấy là hiện tại là cái volume đang đi xuống, nên là chúng ta có thể phải cân nhắc này theo hai đường. Và một cái yếu tố nữa là gần earning thì mình cũng chưa biết rằng cái này nó sẽ đi theo cái chiều hướng nào. Nhưng mà cái setup này thì mình nghĩ rằng chưa có nên vào long trong cái thời điểm hiện tại. Hoặc là nếu mà vào long thì phải chờ khi mà nó break qua và nó retest trở lại thì chúng ta vào long nó sẽ an toàn hơn. Thay vì mình vào long tại cái điểm này thì chúng ta chưa thấy có sự an toàn. Và nếu chúng ta đợi nó break qua, retest trở lại, tiếp tục đi lên thì nó sẽ tốt hơn ha. Nhưng mà cái điểm đáng chú ý là cái volume đang giảm nha, volume đang giảm.
SLE ha. SLE trong cái sector energy thì mình thấy có thể tiếp tục đi sideways trong cái vùng này ha. Đi sideways trong cái vùng này thì mình nghĩ rằng đây là một cái sector khá tốt trong cái thời điểm hiện tại ha. Nhưng mà mình chưa thấy một cái điểm cái ratio tốt để mình vào một cái lệnh long ha. Ratio hiện tại đang là mới là 1.53 có thể cho mình, chúng ta phải chờ đợi điểm pullback vào ngày mai thì có thể mình phải chờ đợi cái này phải đâu đó là tại cái vùng giá là 68 ha, 68.6 ha, đó là cái vùng giá chúng ta có thể vào lo được ha. Giờ là 68.83 rồi, cũng khá là gần. Thì mình nghĩ rằng nó có thể đi sideways như vậy ha. Có thể mình sẽ tìm những cái điểm chờ đợi một cái điểm pullback nhẹ ở đây để mình vào cái lệnh long cho nó đi, nó cái ratio nó được good hơn ha. Ok. Ok, để mình kiểm tra xem còn UBSD thì nếu mà Hiếu hỏi lại thì mình nghĩ rằng nó vẫn sẽ form cái mẫu hình cup and handle và nó đang trên cái đường form ha, và cái đường neckline tại cái vùng giá 122 nó phải chạm cái vùng giá 122 này ha, chạm vùng giá 122. Net ha. Những cái mã hôm nay thì nó cũng đã khá gần với lại, mình thấy là những cái mã nào nó cũng đã khá gần với lại cái đường resistance rồi, nên là vào ngày mai thì mình nghĩ rằng nếu mình cân nhắc vào cái lệnh long thì mình cũng là một cái quyết định đúng ha. Không có phải là mình cân nhắc vào cái lệnh long, có nghĩa là mình sẽ đánh lệnh bear nhưng mà mình bearish, nhưng mà mình có thể cân nhắc như thế nào để mình hạn chế ha. Ok. Cái này nó cũng gần earning và cái lượng volume nó cũng đang giảm ha. Net nó đang ở cái đường cái vùng resistance khá là mạnh rồi, nhưng mà cái lượng volume nó cũng đang giảm ha, nên mình chưa có thể biết được rằng nó có thể bước qua được hay không, bước qua được cái vùng giá này hay không. Nếu mà nó có thể bước qua được vùng giá thì cái điểm, nếu mà nó pullback thì cái điểm mình sẽ chờ đợi cái điểm long entry nó sẽ rơi vào cái đường EMA 200 tại cái time frame 2 giờ và tiếp tục lên ha. Thì đây mình sẽ đánh dấu cái điểm, mình sẽ chờ đợi cho cái điểm long entry, một cái setup nó tốt hơn là cái setup hiện tại khi mà mình vào thẳng tại cái vùng giá này ha. Ok, như vậy là mình cũng đã trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các anh chị rồi ha. Ok.
Nếu mà mọi người không có câu hỏi gì nữa thì mình xin kết thúc cái buổi Hàn Quốc ngày hôm nay tại đây ha. Thank you mọi người đã tham gia cái buổi Hàn Quốc ngày hôm nay với mình. Thì cũng giống như mình suy nghĩ rằng ngày mai kịch nó sẽ đi sideways down. Nếu mọi người có profit thì nên take bớt profit ha. Tại vì thấy cái mã nào nó cũng đang nằm trong cái vùng resistance, và tất cả những cái chart thì nó như vậy, nhưng mà nó có thể còn ảnh hưởng rất là nhiều từ những cái kết quả từ CPI ha. Ok, good night tất cả mọi người ha.